mình gọi nào tốt dễ sợ. Nhà mình đắp thì cỏ đắp mà nó cũng lúa đó, lụng đủ em mà hơi biết nên còn nhỏ đi học, tiền thì cô không có đủ chi phí cho hơi biết học, cô định nghỉ nhưng mà trừ nghỉ thiên tậu, hoàn cảnh thiên tậu cô trừ lớn tuổi rồi không đủ điều kiện để lồn để nuôi hơi đứa thì cô cũng mong nhờ cấp trên giúp đỡ nhà cửa cho nó ấm cúng cho con ở để cho nó học hành. Thì hơi đứa nhỏ này thì nó là có điều kiện thì cho con học cho đến nơi đến chốn, để sang có công việc lộn lượng nuôi lượng má, mà nếu má không có điều kiện thì con học tới lớp 9 con nghỉ, chứ trời con không buộc má được mà bên cô thì cô cũng muốn cho con nó học thành người, để sau này có công an việc lộn với họ chứ chồng nó nhân lộn nông thì nó khổ mà đi ở với họ cũng dễ cho em một cơ. Học đến nơi đến chốn, làm việc rồi về nuôi lại cho mẹ.